Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chữa đề thi ngữ pháp trong đề thi GELPT N3 Và hôm nay sẽ là đề N3 tháng 7 năm 2015 Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào môn đai số 1, môn đai ngữ pháp trong câu Câu số 1 Kono môn wa ga watashi muzukashi Cái bài này ấy, đằng trước là gì nhỉ? Tôi là một người rất là kém về các con số đúng không? Thì thật là khó Vậy thì đây là một câu diễn tả đánh giá Vậy thì đi với cái gì? 1 E, 2 là D, 3 là Ni ạ và 4 là Yori. Thì ở đây đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án số 3. Ni ạ là với tôi nhá. Đấy. Thì uh, trong trường hợp này nó sẽ gần giống như là Ni đối với. Tiếp theo câu số 2. Nagai ai da kensetsu chu datta ABC biru ga kino kansei shita. Có nghĩa là cái tòa nhà ABC ấy nó trong thời gian uh, xây dựng Ừ, rất là lâu rất là dài nhưng mà hôm qua đã hoàn thành vậy thì chúng ta sẽ thấy là ở đây có một cái gì đấy có một cái từ là từ can là đã hoàn thành này đằng trước là một cái một khoảng thời gian dài vậy thì để thể hiện cái kết quả của một khoảng thời gian dài đã được hoàn tất chúng ta sẽ phải dùng cái từ mang tính chất là gì đây nhỉ trong tiếng việt mình thì mình sẽ phải dùng từ cuối cùng đúng không vậy thì từ nào là cuối cùng Dự tội là suốt này diễn tả sự tiếp diễn liên tục không phải Ima ni mo là sắp đến nơi Đi với lại sổ đề sự nhá Không phải Shidai ni là dần dần đi với động từ diễn tả sự thay đổi Cũng không đúng Đúng phải là bốn là tsui ni cuối cùng Cuối cùng cũng đã hoàn thành Tiếp theo câu số ba Eishi no oshirase de Ở trên thông báo của uh, thành phố A này Honjitsu Yote Yote shiteita eishi natsu yasumi Xin lỗi Natsu matsuri wa Taifu no Cái uh, lễ hội mùa hè của thành phố A dự định là tổ chức vào hôm nay ấy, uh, Hủy đằng trước là ảnh hưởng của gì nhỉ? Ảnh hưởng của bão Vậy thì rõ ràng đằng trước đây là một cái nguyên nhân Đằng sau đây là một cái kết quả đúng không? Vậy phải sử dụng cái ngữ pháp diễn tả quan hệ nhân quả Có một Nitaishi là có hai nét nghĩa Một là đối lập với Hai là... Uh, đối với đúng không đều không hợp nghĩa niori đáp án đúng chúng ta sẽ là đáp án số 2 nhé niori thực ra bình thường thì các bạn hay dùng cái dạng thức là niote niote nó mang nghĩa là do bởi đấy đi với danh từ à, thì niori nó là dạng à, cứng hơn một chút so với lại niote tiếp theo nikurabet là gì nhỉ? là so với khi so sánh hai đối tượng không phải ni oite là ở tại cũng không đúng luôn đúng phải là hai nhá do ảnh hưởng của bão mà cái lễ hội mùa hè đã bị hoãn câu số bốn imoto ga america ni ryugaku shita imoto ga iru gì đó zehi ichido asobi ni em gái của tôi đúng không nhỉ em gái của tôi đi du học mỹ à, ở đây là có em gái tôi nhất định là muốn gì đấy, tôi nhất định là muốn uh, đi chơi một lần, tức là muốn đi chơi cùng em một lần đấy. Uchini, tabi ni và Kotode, thì ở đây chúng ta thấy này, Uchini là tranh thủ lúc trong lúc, ở đây người ta đang nghĩ là à tranh thủ lúc còn có em gái thì mình muốn đi chơi cùng em, đấy, đến lúc không còn không có nữa ấy, thì sao? thì sẽ không thể tận dụng được cơ hội này ở đằng sau chúng ta thấy rằng một biểu hiện mang tính ý chí đúng không? Zehi cộng với lại đuôi là ikimasu thì đáp án đúng chúng ta phải là đáp án số 1 nhé Tranh thủ lúc nhân lúc còn có em gái thì tôi sẽ muốn đi chơi cùng với em một lần. Câu số 2 là gì nhỉ? ipode. Ipode nó diễn tả cái sự uh, đối lập đúng không giữa hai mặt. Chúng ta sẽ không dùng trong trường hợp này. Tabinit là cứ mỗi lần không ai nói là cứ mỗi lần có em gái cả. Đấy. Ờ, bốn là cô tổ đê. Thông thường ngữ pháp cô tổ đê nghĩa là nhờ cái nguyên nhân đó, vì nguyên nhân đó cũng không đúng. Câu số năm. Kino tempura o nani nani to shita abura ga tarina de yameta. Hôm qua ấy, làm tempura thì hết dầu cho nên là tôi đã không làm nữa, tôi đã bỏ. Tempura là món... Gì củ quả rồi thì một số cái loại như là tôm mực tẩm bột chiên ấy cho nên là cần phải có nhiều dầu nhá thì ở đây các bạn thấy là người ta đang chia là Toshita đúng không vậy thì chắc chắn là ngữ pháp của chúng ta phải là ngữ pháp gì vô như vậy động từ phải chia thành ý chí tsukuta tsukuro tsukureru và tsukute ở đây đáp án đúng phải là đáp án số 2 đúng không tsukuro là dạng ý chí này tôi đang định làm cái món tempura thì bị hết dầu nên là tôi đã không làm nữa Câu số 6. Yamashita nói chuyện với lại Tanaka. Tanaka-san, bưu chố ni kaigi no shiryo o nani nani tanomaretan desu des ga doko ni arimasu ka? Bạn này vẫn nói là Tanaka này à, tớ đã được à, trưởng phòng nhờ là cái tài liệu của cuộc họp phải điền vào đây nhá. Đấy. Thì nó ở đâu ấy nhỉ? Bạn ấy bảo là à ở trong cái à, tủ cái kìa Đấy, ở trong cái giá kia kìa Tote kuru yo, kuru kedo, kitano, và tote kite kure Thì ở đây khi mà người khác nhờ ấy, đúng không? Thì người ta sẽ sử dụng những cái biện pháp diễn tả cái yêu cầu Chẳng hạn như là Tote kite kudasai Đấy, chẳng hạn như này Bạn hãy mang đến cho tôi Hãy lấy và mang đến cho tôi Vậy thì trong trường hợp này phải dùng cái gì? Thứ nhất các bạn sẽ xem nhé Các đáp án này, một này tote kuryo sẽ không phải là tote kuryo đúng không loại Đấy. nếu như là tote kuryo ni thì còn có thể chấp nhận được nhưng mà yo đây là không đúng tote kuryo cũng không phải kề đồ khi nhờ người ta không dùng như thế này tote kita no cũng vậy Bởi đây lại là thể thể tà là sai bố là tote kite kure chính là đáp án chính xác nhá Đấy. nó là dạng ngắn của tote kite kure này đáp án đúng chúng ta sẽ phải làm như thế này nhờ là hãy mang cái tài liệu đến phòng họp tiếp theo câu số 7 là cứ c nói chuyện với sensei này cnc go so dang shitai koto ga arun desu ga ashita no go go wa kenkyu shitsu ni gì đó gì đó ka ashita desu ka ashita kara shucho nan desu Sensei, cnc em có chuyện muốn trao đổi với thầy thì chiều ngày mai Uh, ở đây là gì đấy? ở đây là kênh cứu, xin sự ở phòng nghiên cứu đúng không nhỉ? hỏi này, trong thầy giáo mới nói là giáo viên mới nói là ngày mai à? từ ngày mai thì thầy đi công tác mất rồi. Olimas, o Irasai Mas và Omenikakaris kakarimas thì bạn này bạn ấy hỏi như vậy thì chắc chắn là bạn phải hỏi là ngày mai làm sao? ngày mai uh, bạn ấy thứ nhất là có thể dùng là ngày mai bạn ấy có thể đến phòng nghiên cứu được không, đúng không? hoặc là ngày mai thầy có ở phòng nghiên cứu được không? kiểu vậy nhá chúng ta cùng xem này một orimas orimas là khiêm nhường ngữ của imas đấy. thì không thể dùng khiêm nhường ngữ cho bạn cho cho thầy được nếu mà hỏi thầy có ở phòng không thì không thể dùng khiêm nhường ngữ loại một câu hai uh, oai ninarimas là dạng tôn kính ngữ của gì nhỉ? tôn kính ngữ của imas là gặp đấy có đúng không sai À, nếu mà hỏi là thầy gặp thì mà đây cũng không nếu mà gặp thì cũng không dùng không dùng trợ từ ni mà phải dùng trợ từ đê cơ nhá do vậy không phải là động từ gặp tiếp theo irasaimas sự là dạng tôn kính ngữ của imas như vậy câu này hỏi là ngày mai chiều ngày mai thầy có ở cái phòng uh, nghiên cứu không vậy thì dùng tôn kính ngữ và đúng với động từ imas đi với trợ từ ni vậy thì đáp án đúng chúng ta sẽ phải là đạo số 3 câu số 4 Omeni kakarimas là dạng khiêm nhường ngữ đúng không nhỉ? Đấy. Khiêm nhường ngữ của động từ gặp I Sai nhá. Tương tự bởi vì cũng không đi với trợ từ nhị. Tiếp theo, câu số 8. Đen qua đê là trên điện thoại này. Tên in là người nhân viên điện thoại nói là Hai Tamura Biyo, Biyo in Vâng, chúng tôi là uh, viện thẩm mỹ Tamura đây. Nishigawa là chắc là khách hàng mới nói là à ah, Sanjini yoyaku shite iru Nishigawa desu. Sumimasen ga ni ga haitte shimatta no yoyaku Đấy. À, tôi là Nishimura, Nishigawa đặt vào lúc 3 giờ đây. Xin lỗi nhưng mà tôi có việc gấp cho nên là hủy cái buổi uh, cái đặt trước ngày hôm nay. Đấy vậy thì cái câu này sẽ là gì nhỉ? Cho tôi hủy đặt trước đúng không? Đấy hoặc là tôi muốn hủy đặt trước. Hai wa kirimashita. Go ren Go rendak. Arigatou gozaimashita. Vâng cảm ơn. Cảm ơn quý khách đã liên hệ với chúng tôi. Vậy bây xem bây giờ chúng ta xem cái nào nhé. Thứ nhất, một là de gozaimasu ka, là chắc chắn là sai rồi. De gozaimasu là dạng lịch sự của uh, desu đề sự. Sai. Nani na uh, o oh, kudasai masen ka cũng sai luôn đúng không? Kudasai nếu mà dùng như này ấy, thì nó lại là thành gì nhỉ? Kenseru o oh, kudasai masen ka là ai đó cho mình cái điều gì trong khi cái sẽ xe là hành động chứ không phải là đồ vật mà dùng lại dạng là no cứ như này như vậy là hai loại này số 3 si tay để cờ nếu như câu này là si tay sửa thì đúng tức là tôi muốn hủy thì được nhưng mà đuôi là để sổ cờ là gì nhỉ là hỏi người ta đúng không nhỉ đấy liệu rằng tôi có muốn hủy không đấy, hỏi vậy rất là okashi nếu mà hỏi người khác thì được bạn có muốn hủy không nhá nhưng mà dùng như này là sai Đuôi sai 4. Sa sê tê đa sai là thể sai khiến Hãy cho tôi hủy Đúng không nhỉ? Đấy. Cho phép tôi được hủy Đáp án đúng chúng ta sẽ là vô âm Tiếp theo câu số 9 Watashi wa hoka no hito ni wa Hanase nai koto mo Ha ha gì đó Hanase ru Ni nara ni bakari Eto và nado tôi ấy ngay cả những cái việc mà không thể nói với người khác thì tôi có thể nói với mẹ đúng không nhỉ thì nói với mẹ sẽ dùng trợ từ là trợ từ nhị chứ không phải là trợ từ e như thế này do vậy loại 3 và 4 còn một và hai thì một là ni nà và hai là ni bà một sẽ là nếu là với mẹ thì tôi có thể nói được hợp lý đúng không còn hai là toàn là ở đây không có cái sắc thái nghĩa là toàn là nhé ở đây sẽ là một điều giả định riêng là đối tượng là mẹ thôi giả định là mẹ thì mình có thể nói được như vậy đúng sẽ là một đây là một cái dạng ngữ pháp nó ghép đấy giữa trợ từ và cái ngữ pháp nào ra nếu là với mẹ thì tôi có thể nói được câu số 10 kureru bố mẹ của tôi thì luôn luôn nói bởi vì cuộc đời chỉ có một lần thôi cho nên là con hãy làm yarina sai đúng không con hãy làm này À, ở đây các bạn thấy là động từ là động từ gia đựng đằng trước Vậy có nghĩa là con hãy làm theo như những gì mà con muốn Đúng không? Vậy thì các bạn thấy sẽ là loại yô Bởi vì yô nó sẽ không phải là như những gì nhá Đấy Ghép nối trong câu thì nó phải là yô nhị Chứ không phải là yô Vậy còn 24 bốn à, Chúng ta thử xem này Nếu như câu 2 ấy là Hãy làm theo những như những gì mà con muốn làm hợp lý Còn 4 là gì? Hãy làm theo như những gì con sẽ thử làm Okashi đúng nhỉ? Như vậy đúng ở đây phải là đáp số 2. Hãy làm theo những gì con muốn làm. Tiếp theo câu số 11. một. kee gakubu de wa nani o manabu koto đó shirita kute daigaku no sanka shita. Tôi muốn biết. Đấy. Tôi muốn biết này, ở cái khoa kinh doanh quốc tế ấy, sẽ học được điều gì? Vậy thì các bạn thấy là tôi muốn biết nhá. Đằng trước lại có cái từ này, Vậy thì câu này sẽ là một câu chèn câu nghi vấn vào đúng không? Đấy. À chúng trước là chúng ta loại được đáp án số 3 và đáp án số 4 bởi vì là không thể dùng là uh, ni na de rự đúng không nhỉ? Có thể trở nên là sai mà phải dùng là ga de ki rự có nghĩa là có thể làm có thể học được điều gì. Đấy. Uh, thì một với lại hai nó khác nhau ở chỗ là một là nổ no cờ và hai là nổ no". thì ở đây là một câu chèn câu nghi vấn thì chắc chắn là phải có cờ rồi bởi vì có chỉ thị từ a à, có um, nghi vấn từ nanio Do vậy đáp án đúng phải là một Câu này là tôi muốn biết là ở cái khoa kinh doanh quốc tế ấy, thì có thể học được điều gì Cho nên là tôi đã tham gia cái buổi mê buổi giới thiệu của trường đại học Loại cái này bởi vì là nó no, không phải Câu số 12 Watashi no sansai kara em gái của tôi ấy thì từ 3 tuổi đã luyện tập judo rồi và gì đó à, cái vận động viên đại diện của tỉnh, Erandey Erabu Eraburtokorodata nào số một nhá là đang lựa chọn đúng không? đang lựa chọn nếu mà như vậy thì chủ ngữ như này vậy thì người người em này sẽ là đang đang chọn người khác đúng không? do vậy là chúng ta sẽ loại này và cái hình thái nghĩa dùng là đang cũng không đúng. câu 2. switch chọn Vậy thì cũng là cái người này là người thực hiện hành động chọn Vậy là sai, không thể dùng hành động chủ động của người này được Và nghĩa cũng không hợp lý Câu số 3 là Era koto mo aru. Đã từng được chọn đúng không? Đấy, hợp lý Khi mà người này làm chủ ngữ, động từ là động từ chọn Chọn là phải là người khác chọn Thì phải dùng thẻ bị động Và cái ngữ nghĩa cũng hợp lý luôn nhá. Do vậy ở đây chúng ta phải chọn đáp án đúng là đáp án số 3 Em gái tôi đã từng được chọn Làm đại diện Vận động viên đại diện của tỉnh Câu số 4 là Erabu tame demo aru tương tự dùng động từ dạng là uh, Erabu cũng sai nghĩa, Ngữ nghĩa cũng không đúng Không phải là để vì Tiếp theo câu số 13 Câu cuối cùng trong phần ngữ pháp Trong câu Taiso de Ở trong một lớp học thể thao này uh, Sensei nói là Kono taiso wa mai nichi tsuzukeru to koka teki desu Cái bài thể dục này ấy, Nếu như chúng ta tiếp tục luyện tập hàng ngày Thì sẽ rất là có hiệu quả ta nếu như các bạn đứng các bạn làm khó khăn ấy. Đấy. Thì các bạn y sứ nhị gì đó. Các bạn thấy đây là động từ ngồi vậy thì có thể hiểu rằng các bạn có thể ngồi trên ghế các bạn tập cũng được. Các bạn không cần phải uh, quá sức đúng không? Hãy tiếp tục thực hiện mà không cần phải thực hiện một cách tốn công tốn sức quá. À, như vậy thì đằng trước nó bảo là nếu như mà thấy khó quá thì có thể ngồi được. Như vậy chúng ta sẽ loại được đáp án số một và hai bởi vì người ta dùng là dạng là ikemasen tức là không được làm điều đó nhá vậy chỉ còn đúng là ba hoặc là bốn thôi là kamai masen tức là làm như vậy cũng không có vấn đề gì nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ thử xem nó là suwate hay là suwata mama shite đấy nếu là suwate là, là gì ngồi và làm nguyên không ai nói là ngồi và làm nguyên đúng không phải là gì đây nhỉ à, làm mà vẫn ngồi nguyên như vậy đúng không nhỉ đúng ở đây sẽ phải là bốn nhá trạng thái ngồi được giữ nguyên và chúng ta thực hiện bài động tác chứ không ai nói là ngồi và làm nguyên cả phải là chúng ta làm trong khi vẫn ngồi nguyên trên ghế đúng phải là bốn cái này chúng ta dựa vào ngữ nghĩa của câu tiếp theo đó là phần dấu sao câu số 14 kono ie ni hikoshi shite te kite mo gì đó dake desu mada no ni naru số oboete này ở đây chúng ta sẽ thấy có nhá trước đà kê là uh, thể thường hoặc là danh từ chẳng hạn số lượng từ ở đây sẽ có hai cái thỏa mãn đấy là số 3 là naru và 4 là oboite này là thể thường có thể cho trước đà kê tiếp theo các bạn thấy có mô Đấy là đã rồi đúng không nhỉ đó à, như vậy thì nó phải là gì? khi mà đã có cái từ mô này ấy, nó phải là một cái từ diễn tả gì đây nhỉ sự thay đổi về mặt số lượng hoặc là một từ diễn tả số lượng vậy thì ở đây đáp án đúng chúng ta sẽ là gì nhỉ à, chúng ta sẽ có số 3 đúng không là hantoshi ni naru". tiếp theo à, các bạn có nhé mada này sẽ đi với lại ti nai có nghĩa là chưa vậy thì các bạn sẽ ghép nối được một là mada trước gì nhỉ trước 4 là usual Yūsō oboete inai. Đấy. À vậy thì chúng ta đã cố định được như thế này rồi. Ba sẽ đứng đầu tiên. Vậy thì 4, 1 và 4 chắc chắn là phải xếp như thế này. Để cái thằng 4 đứng trước cái đa kê. Vậy thì còn noni đương nhiên là sẽ phải ở vị trí này đúng không? Đằng sau cái số 3. Noni. Đấy. Thứ tự đúng của chúng ta là như thế này nhá. À, tôi chuyển nhà đến tôi chuyển đến ngôi nhà này ấy, thì cũng sắp được 3 năm rồi ấy vậy mà chỉ là tôi vẫn chỉ là gì nhỉ tôi vẫn đang chỉ là chưa nhớ không thể nhớ được cái địa chỉ của nó đáp án đúng ta sẽ phải là đáp án số 3 Hantoshi <laughs> Ninaru Tiếp theo câu số 15 Câu số 15 nhé han À xin lỗi <laughs> Mai Toshi Ikshani wa Ok xin in hai shigoto đà hàng năm ấy à, có rất là nhiều nhân viên mới vào công ty x nhưng công việc gì đó nghe nói nhiều vậy thì nghe nói nhiều phải là nhiều cái gì vậy thì divid lại tính từ ôi thì phải là trợ từ ra đúng không có nhiều cái gì đó như vậy các bạn sẽ cố định được số 3 là Shain in đấy bởi vì đằng sau có trợ từ đó có nhiều nhân viên nhưng mà phải có nhiều nhân viên như thế nào đúng không chứ nếu có mỗi nhiều nhân viên không thì câu nó đang bị cụt vậy thì đứng trước cái từ xạ in này xạ in là một danh từ thì đứng trước nó phải là danh từ ghép nô no hoặc là thể thường đúng không nhỉ ở đây chỉ có duy nhất đáp án số 2 là yamete shimau đang chia thể thường nhá Đấy, ghép vào nó sẽ thành là những cái nhân viên mà nghỉ Vậy thì còn số 1 và số 4 thực ra ở đây là chúng ta đã chọn được đáp án rồi. Đấy, nhưng mà để hiểu rõ hơn về câu ấy, các bạn sẽ cần phải ghép tiếp cái phần còn lại. Ví dụ ở đây có shigoto ga, công việc với công việc như thế nào? Đang thiếu tính chất của công việc đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cho một ở đằng sau bởi vì là có cái từ isogashi này, amarini isogashikute. Đấy. Công việc vì công việc quá là bận, cho nên là Tiếp theo nữa là 4. Sanen i này ni. Đấy. Thứ tự đúng của chúng ta là 1 4 2 3 nhá. Các bạn sẽ chọn được đáp án đúng là đáp án số 2. Và câu này dịch như thế nào nhỉ? Đó là ấy. Mỗi năm thì có rất là nhiều nhân viên mới vào công ty X, thế nhưng mà nghe nói là ấy, bởi vì công việc uh, quá là bận rộn quá là nhiều cho nên là có nhiều nhân viên mà gì nhỉ? mà bỏ trong vòng uh, 3 năm vào công ty. Tiếp theo chúng ta sang câu 16. Konoshima wa sora à kara... uh, gì nhỉ? Mimijima to yobarete imasu. Cái hòn đảo này từ trên trời này uh, được gọi tên là Mimijima. Đấy, hòn đảo hình vành tai đấy katachi ni mieru koto kara hito no mimi no yona và miru to thì ở đây chúng ta thấy nhá kara đấy, từ trên trời thì phải nhìn từ trên trời xuống đúng không vậy thì chắc chắn là đằng sau cái uh, sora kara này phải là bốn miru to. tiếp theo các bạn thấy này yona đúng không nhỉ yona đằng sau phải là một danh từ à, vậy thì chúng ta sẽ phải cho mấy đây chúng ta phải cho ba hito no mi mi no yona katachi đúng không nhỉ một là danh từ thỏa mãn nhé hình giống như là tai của con người đấy vậy thì tiếp theo chúng ta có gì nữa chúng ta sẽ có Ngữ pháp cô tô cả là từ cái việc đó đúng nhỉ? Mie trông như thì chúng ta sẽ có nó đứng trước cái gì đây nhỉ? Nó đứng trước, à, nó đứng sau cái katachi ni, n ni mie là trông như dạng n. Vậy ở đây là katachi ni mie đây sẽ là hai. Thứ tự đúng của chúng ta là bốn ba một hai. Câu này có nghĩa là cái hòn đảo này ấy. Bởi vì hoặc là từ cái việc mà nhìn từ trên trời xuống Trông nó giống hình của một cái uh, tai của con người Cho nên nó được gọi là Mimijima Ngữ pháp Kotokara là một ngữ pháp rất là đặc trưng của N3 Đáp án của chúng ta sẽ là đáp số 1 Katachi -ni. Tiếp theo câu số 17 Hitori gracio hajimete Sang sugita ga Ie ni Gì đó To itsumo omou Daremo Inai, Hanashi ga Sabishi và Noah Nào chúng ta có này Tôi bắt đầu sống một mình ấy Thì được 3 tháng rồi, hơn 3 tháng rồi Nhưng mà tôi luôn luôn nghĩ là gì đó này Ở nhà nhé Thì ở đây chúng ta thấy đứng trước Toitsumo mo Nó phải là gì? Nó phải là một thể thường Vậy đây có hai thể thường là Daremo Inai và Sabishi đúng không? Thế nhưng mà ấy ờ uh, Ieni này các bạn thấy là ở nhà thì chắc chắn là uh, nó phải là cái sự tồn tại của đối tượng như vậy là một chắc chắn phải đi vị cụm này, vậy thì không thể cho Daremo Inai ở cuối này được, vậy thì chắc chắn đứng sau, à xin lỗi đứng trước Toitsumo này phải là số 3 là Sabishi Sabishi là buồn này. Đấy, tiếp theo chúng ta có NOA nhé. NOA sẽ đi với thể thường. Đấy, cái việc đó, vậy thì chúng ta chắc chắn sẽ phải có một Là gì nhỉ? Daremo INAI Xong 4 là NOA. Vậy thì còn thằng HANASHI IT thì sao? HANASHI IT GA Đấy, đang có trợ từ GA, vậy thì đằng sau là phải là gì nhỉ? Phải là động từ y là có, có người nói chuyện Vậy thì chắc chắn chúng ta phải cho Số 2 Đứng trước Đấy, cái thằng Daremo y này thì mới có cái dạng động từ y rự được Nhưng mà đây nó chia thể Phủ định đúng nhỉ Do vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ phải là như thế này nhá Đấy, 2, 1, 4, 3. À, Tôi sống một mình được 3 tháng, hơn 3 tháng rồi Nhưng mà tôi luôn nghĩ rằng ấy, cái việc mà Đúng nhỉ, ở trong nhà Không có cái người nào nói chuyện là một điều rất là buồn. Đáp án đúng là đoạn số 4. Tiếp theo câu số 18. Sanju nichi ijo jiro ga sugu ni naranaku natta. Hơn 30 ngày nhưng mà này. Um, tôi không có nhận ra. Higa furanai tsuzuite iru và ame no. Câu này chúng ta có thể, có thể đoán đúng không? Đã hơn 30 ngày tiếp diễn Đấy là hơn 30 ngày không mưa tiếp diễn Cho nên tôi nhận ra nhưng mà tôi không có nhận ra Vậy thì ghép theo nghĩa như vậy chúng ta sẽ ghép được như thế nào đấy Đứng trước ga này là gì nhỉ Số 3 Tsuzuitei ru Đấy Tiếp theo cái gì tiếp diễn đó là ngày tiếp diễn Danh từ nhá Sẽ phải là một là hi ga Ngày như thế nào? Ngày không mưa. Ngày không mưa sẽ là số 4 này. Ameno và số 2 ra này là thể thường đứng trước danh từ hi. Thứ tự đúng là 4 2 1 3. Nhiều bạn thấy là cái từ Ameno xong ghép với hi này nhưng mà ghép như vậy nó sẽ không thành câu. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp số 1 hi ạ tiếp theo chúng ta sang bài ngữ pháp trong đoạn văn cái bài này thì thường nhiều bạn sẽ không có đủ thời gian làm thì các bạn căn cứ vào cái uh, kết quả luyện tập của mình nếu như thấy là đủ thời gian thì dành thời gian nhiều cho nó còn nếu không ấy thì các bạn làm lướt qua thôi để dành thời gian cho phần đọc nhé chúng ta sẽ xem cái bài này này <laughs> dưới đây là một đoạn văn do một du học sinh viết thì đối với bài này không phải là các bạn cần phải đọc hết toàn bộ mà các bạn chỉ cần tập trung vào cái ý chính quan trọng thôi Chẳng hạn như bây giờ Nếu như không đủ thời gian chúng ta sẽ làm như nào Ví dụ nhá Các bạn quan sát này à, Đây Hoka no kokoto 22点の差で Nokori Sono qua. ni cái lúc mà gì nhờ Khi mà thi đấu với một trường khác ấy Thì cái thời gian còn lại Cái lúc mà chỉ còn 11 phút Thì cái câu lạc bộ bóng chuyền đó ấy Với cái cách biệt 22 điểm 19 phải điền này Đấy Makeru desho Makete shimai masu Makemashita Và makete imashita À rõ ràng là vẫn còn 11 phút nữa Cho nên là dùng cái thẻ quá khứ là sai Đã thua này 4 cũng sai luôn Một là có vẻ là sẽ thua vẫn còn 11 phút đúng không nhưng mà tỷ lệ cách biệt là tận 22 điểm thì có thể đoán được là à có lẽ là như vậy như vậy đúng ở đây phải là số 2 nhá có lẽ sẽ thua hai sai bởi vì là sự diễn tả sự tiếc nuối à, nhưng mà thường là tiếc nuối sẽ đi với thể quá khứ còn không thì nó mang nghĩa là um, hoàn thành hết một cái sự việc gì đó cũng không hợp nghĩa như vậy đúng ở đây phải là một đó là cái cách mà chúng ta có thể làm nhanh được cái bài này đấy mà kê có lẽ sẽ thua tiếp theo câu 20 à, chúng ta các bạn xem nhé khi mà đứng đầu một câu và đằng sau có dấu phẩy ấy, thì đấy sẽ là câu liên từ kono bao kite watashi wa soda to omoimashita khi mà tôi nghe được cái câu này thì tôi nghĩ là à, à quả thật là như vậy câu 20 mươi nhá watashi wa umaku dekinai to ni Akirame Te Imashita tôi ấy đã từng đúng không Te Imashita nghĩa là một cái điều mà chúng ta thực hiện là nhiều ở trong quá khứ tôi thì cứ mà cái mọi cứ mà mọi chuyện nó không được tốt nó không được đi nó không được tiến triển một cách tốt đẹp thì tôi đã ngay lập tức tôi từ bỏ nhưng mà nhờ cái từ này thì tôi nhận ra rằng uh, gì nhỉ? Chẳng phải là ấy, cái việc mà chúng ta không thể làm được là bởi vì chúng ta từ bỏ rằng chúng ta không làm được hay sao? Vậy thì cái 20 là chúng ta sẽ điền cái từ gì đây, liên từ gì đây? Số đây cả là sau đó dùng để diễn tả quan hệ về mặt thời gian. Không phải. Số so nó -no hô cả ngoài ra cũng không đúng luôn. Số nó cô độ là lúc đó, lúc bấy giờ. À, hợp lý đúng không nhỉ? Số đây đế mộ là tuy vậy, tuy thế quan hệ đối nghịch. Ở đây đúng phải là đoạn số 3 nhé Có nghĩa là ấy, cái lúc mà tác giả Hoặc là trước cái lúc tác giả nghe thấy cái câu đó Thì tác giả luôn luôn nghĩ rằng Là mình gì đây nhỉ Mình tác giả luôn luôn từ bỏ khi mà không làm tốt Đấy, cái lúc đó là như vậy Nó giống như là từ số Notoki ấy Nhưng mà nghe được câu này Biết được câu này thì tác giả đã nhận ra được điều đó Vậy thì phải dùng số Nokoro là hợp lý nhất Chứ không phải mấy từ kia Tiếp theo câu 21 Sorede akirame na kereba dekiru koto mo aru ka mo to. Vì vậy, 21 phải điền nhá. Nếu như không từ bỏ thì vẫn thì có lẽ là sẽ có thể gì đấy? Có lẽ là sẽ có thể là làm được. Vậy 21 điền cái gì? Mình nghĩ thì không thể dùng te được, te là người khác làm gì cho mình. Loại 1 và 3. Còn 2 và 4 là kangaeru dekita no và kangaeru koto ga dekita ra i tara i là dụng dùng để diễn tả một câu ước đúng không sai ở đây là sự thật là người ta đã có thể uh, có được suy nghĩ được đổi mới suy nghĩ chứ không phải là người ta ước giá như nhá nếu mà uh, sự có thể suy nghĩ được là tốt biết mấy Đấy. đúng phải là hai thì các bạn quan sát đấy là cái cách mà gì nhỉ không phải đọc hết toàn bộ bài để làm thế nhưng mà để làm được như vậy thì các bạn sẽ cần phải rất là chắc các ngữ pháp cơ sở mà thực sự là các bạn thì thời gian ôn tập ấy chưa đủ đúng không? Ít thời gian cho nên là chưa thể làm được điều đấy thì các bạn cứ lượng cái thời gian với lại cái 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 độ gọi là cái ghi của mình đối với môn đài này nhá, nếu như các bạn thấy làm ổn làm tốt thì các bạn làm, còn nếu không thì các bạn À, dành nhiều thời gian cho những mô đai đọc hiểu đấy là cái mà sensei mong muốn các bạn à, à, gọi là suy nghĩ chứ nếu không thì các bạn dành nhiều thời gian cho bài này thì cả bài chỉ có 5 điểm thôi chỉ bằng một câu bài đọc đấy, chỉ hơn một câu bài đọc một chút sẽ rất là phí tiếp theo này câu 22 à, akirame nai to akirame nai de tsuzukete iru to gì đó 22 là ga dekina koto nếu như chúng ta tiếp tục mà không từ bỏ ấy thì sẽ sinh ra cái gì đó và những cái điều mà chúng ta không làm được thì cũng, chúng ta cũng có thể làm được vậy thì hai hai sẽ là gì chance ano ,あの chance dochira chance kono chance chắc chắn đúng phải là đáp án số 1 đúng không nhỉ sẽ sinh ra cơ hội bởi vì nó chưa từng đề cập đến cái từ cơ hội nào ở trong những cái câu trước do vậy không thể dùng chỉ thị từ là ano kono là này kia được đúng không nếu mà nó đã từng nhắc đến ở phía trước ấy thì mới dùng cái này nhưng mà chưa hề nhắc đến thì phải dùng cái trang sự nhá tương tự đô chi no trang sự là cái cơ hội nào đó cơ hội ở ở cái chỗ nào đó phía nào đó cũng không đúng tiếp theo câu cuối cùng kotoba wa watashi ni akirame nai de gambaru chikara o kuremasu cái từ này ấy, nó đã cho tôi cái sức mạnh để tôi cố gắng và mà không từ bỏ đúng không nhỉ? Hai, ba sẽ phải điền này. Có một cái từ mà tôi yêu thích, chắc chắn là sai rồi nghe rất là hững. Watashi <laughs> ga daisuki na kotoba desu. Là cái từ mà tôi rất yêu thích. Nó sẽ khuyết thiếu cái cụm từ là kore hoặc là cái nội dung ra. Vậy thì đây là chính xác nhá. Đây là từ mà tôi rất yêu thích. Đấy. Cái điểm mà yêu thích, tương tự cái câu này cũng vậy. Nó thay mỗi cái chữ Y này bằng cái chữ nói thôi. Sai. Không phải có cái điểm là yêu thích. Đúng phải là số 2. Đấy. Thì đấy là cái gì nhỉ? Đấy là cái việc mà lựa chọn đáp án dựa vào các cái câu ở trong bài. Đầu cuối. Không cần phải đọc hết toàn bộ bài nhé. Trang sự. Thì ở đây CJ sẽ dịch lại cho các bạn cái bài này một lần Ờ à, Bài này là gì nhỉ? Cái từ mà tôi yêu thích Cái câu mà tôi yêu thích Bạn viết là bạn Yan Min Akirame tara Soko de Shiai Shuryo desu yo Đó là nếu từ bỏ ấy Thì trận đấu kết thúc ngay tại lúc đó Watashi wa Kono kotoba o Koko se no toki ni Mite anime de shirimashita Tôi ấy, tôi biết cái từ này Uh, tôi biết cái câu này nhờ một bộ anime tôi xem thời cấp 3, thời trung học phổ thông. Sono anime wa Koukou no Basketball-bu no hanashi desu. Bộ anime này ấy, là câu chuyện về một câu lạc bộ uh, basket là basketball là bóng rổ của một trường uh, cao trung, một trường cấp 3 nọ. Uh, cái lúc mà thi đấu với một trường khác, chỉ còn lại 11 phút ấy thì câu lạc bộ đó, câu lạc bộ bóng rổ đó ấy có vẻ là có lẽ là sẽ bị thua với cách biệt tận 22 điểm. Senchita Chima, Mo Katayama, kamoshirenai To, Omoi, hajimashita. Các uh, vận động viên thì đã bắt đầu suy nghĩ là à có lẽ là không thể thắng được rồi. Sun Toki, Sonobasketobo, Ribu No Sensega, Imashita và lúc đó ấy thì thầy phụ trách đúng không? có thể đây là một thầy một giáo viên dạy thể dục nhá một thầy phụ trách câu lạc bộ bóng rổ đó đã nói là akirame tada soko de shiai de nếu mà từ bỏ ấy, thì trận đấu kết thúc ngay tại cái lúc từ bỏ đấy. đấy ý là còn tận 11 phút mà các bạn đã nghĩ rằng là như vậy thì coi như là không cần phải thi đấu 11 phút làm gì nữa người ta không nói kết quả diễn biến tiếp theo của cái bộ anime này người ta chỉ để đến đây thôi nhá khi mà tôi nghe thấy cái từ này tôi nghĩ là à đúng là như vậy. Cái lúc bây giờ ấy, cái lúc mà trước trước khi mà nghe cái từ này, câu này, thì tôi cứ mà mọi sự việc không được tốt thì tôi lại từ bỏ ngay lập tức. Nhưng mà cái từ này ấy đã làm cho tôi nhận ra rằng, cái lý do mà chúng ta không làm được tốt, chúng ta không làm được là bởi vì chúng ta đầu hàng, chúng ta từ bỏ rằng chúng ta không làm được. Vì vậy, tôi đã có thể suy nghĩ được rằng, vậy thì nếu như mình không từ bỏ, thì mình có lẽ là mình sẽ làm được đấy. Ima watashi wa sugu ni akirame masen. Bây giờ thì tôi sẽ không từ bỏ ngay đâu. À, nếu như chúng ta tiếp tục mà không từ bỏ ấy, thì sẽ sinh ra cơ hội và những cái điều mà chúng ta trước đây không thể làm được thì bây giờ cũng có thể làm được. Akirame tara soko de shiai Cái câu gọi là nếu từ bỏ thì trận đấu sẽ kết thúc ngay tại lúc đó ấy, nó đã cái câu này ấy, nó tiếp thêm sức mạnh cho tôi cố gắng và không chịu dừng bước. Đây là một cái câu mà tôi rất là yêu thích. Thì đấy là cái nội dung của cái bài này nhá. Đi thi các bạn sẽ không có thời gian để ngồi đọc và dịch như vậy đâu. Nhưng mà nếu bạn nào tự tin thì có thể làm như thế, còn không thì căn cứ vào gì nhỉ? Căn cứ vào những cái câu đầu cuối giống như CC phân tích ở cái bước đầu ấy, hoặc không thì các bạn như xin nói là ưu tiên cho bài đọc nhé Hẹn gặp lại các bạn trong những video chữa đề lần sau